Chào các bạn. Hi. Hello. Hello. Xin chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào. Hôm nay sao thấy bạn nào cũng tươi tắn, làn da trắng mịn, nhìn trẻ và đẹp quá. Bạn có bí quyết như thế nào? Nhờ dùng New Skin đó bạn. Còn bạn? Mình cũng vậy. Mình cũng dùng New Skin. Còn bạn? Mình cũng thế. Yên. Các bạn đón mình xem mình dùng loại nào nè. Mình cũng đi. Bạn cũng dùng New Skin. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Có New Skin mấy bạn đón làm hết rồi. Đẹp thôi. Đúng rồi đó. Các bạn dùng New Skin. Mà mình cũng biết bạn lâu lắm rồi ạ. Nhưng mà ngày xưa da của bạn không có được đẹp như vậy đâu. Bạn không biết như thế nào? Thân với ngày xưa nè. Bạn đúng rồi, ngày xưa khi mà mình biết bạn là đúng là da của bạn như thế này, đúng rồi. Rất là đỏ mà lại dị ứng và nổi gân máu, bị nám. Từ hồi mà tôi có quen người bạn Đài Loan, cô ấy có giới thiệu tôi đến công ty mỹ phẩm New Skin, thì tôi có mua một bộ mỹ phẩm Exilaxer về, thì tôi dùng trong vòng 3 tháng thì bạn thấy tôi thay đổi được làn da mới trắng mịn màng. Trong vòng 3 tháng mà làn da bạn thay đổi hoàn toàn luôn. Ở ngoài còn đẹp hơn nữa. Đúng rồi. Đẹp hơn nữa. Ai cũng nói thế. Thật sự làn da của bạn thay đổi hoàn toàn. Mình bây giờ lúc nãy mình gặp bạn mình không nhận ra mà. Wow. Nhìn thấy quen quen nhưng mà hả không nghĩ ra được là làn da của bạn thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Tôi rất yêu mến mỹ phẩm New Skin. Từ hồi mà tôi chưa dùng á, ai cũng nói tôi rất là lớn tuổi. Từ hồi tôi dùng tới giờ, bạn đón tôi khoảng bao nhiêu? Mình hả? Mình thì ít đón tuổi người ta, trong khi mình đón, có khi mình đón trẻ quá người ta không thích, mà mình đón già quá người ta lại không thích. Cho nên bây giờ bạn bao nhiêu tuổi thì bạn nói ra đi xem ha. Thật sự bạn là tôi 42 tuổi rồi đó. Wow. Không ra bạn 42. Rất là trẻ, nhìn tại rất là trẻ. Nhìn làn da mịn màng trắng như vậy nhìn không ra là 42 tuổi. Mình chỉ đón bạn khoảng độ 32 thôi. Cảm ơn các bạn. Còn à, khoảng đó các bạn, khoảng gần 32 rồi. Vậy còn bạn còn như mình thế nào? Thôi mình tuổi thân mình không dám nói đâu. Mình giao lại chia sẻ bây giờ bạn nó khác rồi. Mình chia sẻ được mọi người đó không? Sâu mình không dám nói đâu. Ngày xưa cho các bạn coi hả? Các bạn hết hồ. Đây, mình đây, các bạn nhìn ra không? Không. Ngày trước với ngày bây giờ khác xa. Khác xa. Ngày xưa da mình lúc nào cũng đỏ, mụn. Bị rỗ nghe ha. Và da lúc nào cũng dầu. Nhưng mà không màu được da nó bị sậm, nó không có được chấm. Nó sạm đi. Cái lúc đó mình, người bạn mình nó nói trời da mình xấu quá. Người bạn nó giới thiệu mình xài bộ mỹ phẩm New Skin Exilaxer. Người bạn đó nói, mày xài thử cái bộ này coi như thế nào. Cái mình nói, mình cũng lúc đầu mình cũng không tin. Mình cảm thấy mỹ phẩm nào cũng như thế nên mình rất là sợ. Mình mua thử một bộ mình về mình xài. Mình xài trong vòng 2 tháng làn da của mình, các bạn nhìn xem. Khác xa ha. Thay đổi hoàn toàn. Sáng hơn. Vừa sáng mà lỗ chân lông nó sẽ khít. Nó nhỏ là nó giờ lại không đi mụn nữa. Đúng rồi. Mình cảm thấy mình rất tươi cho tân và yêu đời. Mình rất yêu New Skin. Mình cũng vậy. Ngày xưa da mặt mình bị khô và lại sần sùi. Thành ra mình cũng không biết dùng cái loại mỹ phẩm nào. Thấy da mặt lúc nào cũng tuổi khô, không thể chịu nổi. Hay có một người bạn giới thiệu với mình là bạn dùng New Skin thử coi. Thế là mình không biết có nên dùng hay không nữa. Xong mình hơi thử một trận đi. Hay mình mua về thì mình dùng khoảng độ 2 tháng. Mình cảm thấy da mặt mình nó mịn màng và nó trẻ hơn. Đúng rồi, da của bạn bây giờ nó trắng mà nó mịn rất là nhiều. Mình rất là thích. Cũng mỹ phẩm của New Skin. Mỹ phẩm của New Skin là nó có nhiều tác dụng lắm. Giống như mình bị tàn nhang ha. Ngày mình bây giờ là 30 mấy tuổi rồi, mình tàn nhang rất là nhiều mà nó đậm. Bây giờ mình dùng bùn non á, giới thiệu bùn non cho mình mỗi ngày mỗi đắp lên, mình cảm thấy càng ngày càng đẹp. Mình rất là vui. Mình cảm thấy New Skin nó có quá nhiều tác dụng, vừa làm bớt tàn nhang, nó vừa làm cho mình trẻ đẹp hơn. Mình cảm thấy rất là tự tin.
mình giới thiệu rất là nhiều người lại dùng. Vì không có quá chất. Mình thì cũng giống như các bạn vậy thôi. Mình cũng có rất là nhiều vấn đề cũng như bạn, như bạn, như bạn. Nói chung ra rất nhiều vấn đề, khô da nè, bị mụn nè, tàn nhang nè. Bị không tàn nhang thì mình cũng hơi tí xíu. Nhưng mà dầu, da mình rất là dầu. Cho nên ngày trước á, có một người bạn cũng nói giới thiệu cho mình, nói thấy da mình khô á, nhìn thấy nhìn già quá, nó nhăn quá đi. Mình còn còn trẻ mới mấy tuổi thôi, nhưng mà bạn của mình nhìn vô nó da nhăn, nó nhìn thấy già quá. Nhìn già quá, có mấy 40 tuổi rồi sao mà da nhăn như vậy. Mình mới buồn á, không biết làm sao. Hôm đó mình gặp được người bạn mới giới thiệu là New Skin này nè. Mình mới, nhưng mà mình không tin. Nói là mình xài rất là tốt. Ngày xưa cũng không tin. Mình không tin, mình nói là không có cái hàng mỹ phẩm nào mà xài nó được như vậy hết. Nhưng mà mình cũng thử, tại vì mình đã hết cách rồi, mình đâu còn cách nào nữa. Cho nên mình mới thử, mình mua về một bộ SG Lacquer. Mình về mình dùng. Thì mình dùng thời gian. Cái quan trọng nhất của mình đó là bị khô da, cho nên mình hay thường đắp bồn non lắm. Cứ mỗi tuần mình đắp 3 lần, mình xiên nữa mình đắp 4-5 lần. Cho nên bây giờ làn da của mình nó đã tái tạo làn da mới, cho nên không còn nhăn nữa, mà mịn, nó không còn chất dầu nữa. Bạn có thấy làn da mình có thấy như thế nào? Rất là đẹp, trắng, đúng không? Cho nên bây giờ mình, nếu mà người yêu không yêu mình nữa mình cũng không sao, mình phải yêu New Skin rồi, mình không yêu ai nữa. Các bạn có đồng ý không? Đúng không? Tại vì mình có New Skin rồi mới rất là tự tin. Mình không thấy cần... tự tin phải không? Đúng rồi, mình rất là tự tin, cho nên mình không sợ là không ai yêu mình nữa hết. Mình không, mình chỉ yêu New Skin là đúng rồi. Các bạn ơi, tôi nghe nói là New Skin sang năm về Việt Nam phải không bạn? Đúng rồi, bạn nói đúng rồi. New Skin, công ty New Skin là trên thế giới tất cả các nước đều có hết rồi, nhưng mà Việt Nam mình chưa. Sắp tới đây sẽ về Việt Nam. Các bạn có muốn vừa làm đẹp mà vừa kiếm thêm tiền không? Tại vì New Skin nói ra khó thì nó sẽ không khó, nhưng mà mình mà tại vì mình thích làm đẹp đúng không? Người phụ nữ người nào cũng thích làm đẹp hết. Mình vừa làm đẹp nè, mình vừa được đẹp mà mình vừa được có tiền nữa, cho nên chị em mình bây giờ cố gắng lên. Vừa kiếm tiền mà vừa trẻ vừa đẹp, cố lên. New Skin này tôi có qua nghe là đứng đầu thế giới đó bạn. Đúng rồi, bạn nói đúng. Tại vì nó là không có hóa chất. Đúng, hàng mỹ phẩm của New Skin này tất cả từ thiên nhiên, không có tí xíu hóa chất nào hết. Cho nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng, không cần phải lo sợ gì hết. Da mặt dị ứng cũng vẫn xài được. Đúng. Mong các bạn hãy đến công ty New Skin chúng tôi. Da mặt của các bạn dị ứng, các bạn đừng có ngại là mình xài mình sẽ bị dị ứng thêm, nó không bao giờ. Nó sẽ làm tái tạo da mới cho các bạn. Hôm nay sau này làn da của các bạn sẽ không bao giờ bị dị ứng nữa. Hay nếu các bạn có người nào các bạn muốn làm cho mình càng ngày càng trẻ đẹp lên thì hãy đến với công ty New Skin của chúng tôi nhé. Chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh các bạn.